Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đang có chiếc Samsung Galaxy S5 và chiếc LG G3 iSight. Trong video ngày nay mình sẽ tư vấn so sánh cho các bạn xem chúng ta nên lựa chọn sản phẩm nào sẽ phù hợp với túi tiền của mình nhất. Đầu tiên thì cảm ơn MS Mobile tại 16 chương trình đã hỗ trợ cho mình hai sản phẩm này. Tại MS Mobile đang bán cả Galaxy S5 và cũng như là chiếc G3 iSight với nhiều màu sắc, nhiều sự lựa chọn và đương nhiên là vô số các khuyến mại, nhanh chân lên, số lượng không có hạn. Về thiết kế thì mình yêu thích cái chiếc Galaxy S5 này ở một cái điểm, đó là khả năng cầm nắm trong tay. Mình đã có tham khảo qua ý kiến của gấu thì gấu mình khi cầm trong tay S5 thấy thích hơn so với G3 iSight. Theo ý kiến con gái thì máy cứ thon và dài là cầm thích hơn so với một cái thiết bị thiên về chiều ngang. Bên cạnh đấy góc cạnh của G3 iSight thì hơi cứng, cầm trong tay không dễ chịu một chút nào. Cái viền xung quanh của G3 iSight này thì được làm từ kim loại, nó giúp cho bảo vệ màn hình rất là tốt nhưng lại không khiến cho chúng ta cầm trong tay tốt hơn so với chiếc Galaxy S5 này. Viền của S5 thì làm từ nhựa và cái lớp mạ này sẽ nhanh chóng bị tróc theo thời gian nếu các bạn không biết sử dụng bảo vệ cẩn thận một chút. Các chiếc Galaxy S5 và LG G3 iSight đều khả năng chống nước và chống bụi bẩn. Và như các bạn thấy đây, khi mà mình nhúng xuống hồ nước thì hai máy có thể bơi một cách dễ dàng. G3 iSight thì không cần phải che lại cái cổng sạc micro USB. Chúng ta sẽ đi đến cái phần màn hình. Hai sản phẩm này thì cái chiếc LG thì sử dụng màn hình 2K trên kích thước màn hình 5.5 inch, còn cái chiếc Galaxy S5 chỉ là màn hình 5.1 inch với độ phân giải Full HD. Sử dụng hai tấm nền khác nhau nên điều đầu tiên khác biệt đó là về màu sắc. Ở đây các bạn thấy là Samsung hình ảnh thiên về màu xanh, ám xanh rất rõ ràng. Trong cái đấy với G3 iSight thì nó lại cho một tông màu dễ chịu và màn hình của G3 iSight thì sẽ ám vàng. Như là cái bức hình ở đây mà các bạn đã thấy là cái chiếc Galaxy S5 trên một cái tông nền này nó thể hiện một màu xanh rất là rõ rệt, thậm chí là ám lên cả da màu người, khiến cho hình ảnh nó không được tự nhiên và không được đẹp giống như chiếc LG G3 iSight. Cái Galaxy S5 thì có lợi thế về độ sáng cao hơn một chút so với G3 iSight. Tuy nhiên thì với màn hình 2K của LG G3 sẽ dẫn đến một yếu tố điểm yếu của nó, đó chính là về thời lượng pin. Trong quá trình sử dụng thì LG G3 iSight không đáp ứng được nhu cầu tốt như Galaxy S5. Cùng một nhu cầu sử dụng giống nhau liên tục vào 3G chơi game thì lập tức chiếc Galaxy S5 có thể trụ được đến hơn 3 tiếng rưỡi, gần 4 tiếng. Trong khi đấy với G3 iSight của mình thì chỉ được khoảng đúng 3 tiếng, thậm chí có thấp hơn nếu các bạn chơi game nhiều hơn nữa trên chiếc G3 iSight này. Như vậy thì thời lượng pin thực tế của G3 iSight luôn luôn thấp hơn khoảng 1 tiếng on screen so với S5. Bên cạnh đấy, điểm mạnh của Samsung Galaxy S5 về cái điều này đó chính là nó có thể thay thế được pin. Chúng ta hoàn toàn có thể bóc nắp lưng ra và thay thế một cục pin trong trường hợp khẩn cấp. Hay là Samsung Galaxy S5 cũng có tính năng sạc bằng nam châm, rất là tiện lợi. Khi mua tại MS Mobile thì chúng ta sẽ có sẵn đóc sạc nam châm trong máy luôn. G3 iSight thì pin đóng chết, vì thế nên mà khi hết pin lại phải ngồi chờ sạc, rất là mất thời gian. Bây giờ mình sẽ quay đến cái yếu tố về hiệu năng. Ở đây mình sẽ so sánh vào luôn hai cái game nặng, đó là Advance 8 để có thể biết được. Điểm qua thông tin về cấu hình, Galaxy S5 và G3 iSight có cấu hình hoàn toàn giống nhau. Nó đều sử dụng Snapdragon 801, bộ nhớ RAM là 2GB. Và thực tế cho thấy là vào những game nặng, hai máy đều load nhanh và đồng đều, không có sự chênh lệch quá rõ rệt, có khi là chỉ chênh nhau có một tích tắc mà thôi. Trong khi đấy, với những cái ứng dụng cơ bản như là vào tin nhắn, cuộc gọi, camera thì Galaxy S5 đều tỏ ra là chậm hơn một chút so với G3 iSight. Trong suốt khoảng thời gian mà làm review cũng như là sử dụng hai sản phẩm này, mình thấy Galaxy S5 có hiện tượng bị lag và giật, không được mượt giống như chiếc LG G3 iSight. Đơn giản là Samsung tích hợp vào đây quá nhiều tính năng và phần mềm, khiến cho RAM trống thực tế của nó không bao giờ được nhiều. Nếu mà mình sử dụng trong một ngày, lập tức là bộ nhớ RAM bị đầy. Như các bạn đã thấy là 1.81GB, nhưng mà RAM trống chỉ được khoảng 1.6GB, luôn luôn bị chiếm quá nhiều bởi các ứng dụng có sẵn của Samsung, khiến cho Galaxy S5 sẽ không được mượt giống như chiếc LG G3 iSight. Bản RAM được tối ưu hóa tốt hơn và LG không tích hợp vào đây quá nhiều phần mềm RAM. Bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua về một số phần mềm nổi bật. Galaxy S5 thì chúng ta có cảm biến vân tay, có thể mở khóa máy hay là cảm biến đo nhịp tim ở phía sau. Nhà sản xuất này cũng trang bị một số cái như là chế độ siêu tiết kiệm pin để có thể tiết kiệm pin vào lúc mà chúng ta đang cần nghe gọi nhắn tin, biến máy thành một cái chế độ màn hình trắng đen, tăng độ nhạy cảm ứng, chế độ bảo mật riêng tư, vân vân. Và trong bản ROM có cài sẵn vô số như tính năng S-Voice, S-Health và những cái điều này khiến cho máy khởi động lên đã chạy khá là chậm vì chiếm nhiều bộ nhớ RAM. Trong khi đấy với G3 thì nhà sản xuất LG thiên về cái mức độ tối giản. Nó thì tập trung vào tối hóa một số chế độ như là thay đổi chủ đề, thay đổi theme trong máy với các biểu tượng icon đẹp hơn, cute hơn, đáng yêu hơn. Và chúng ta có các chế độ khá là hữu ích như là nháy đúp hai lần mở khóa máy, chế độ knock code để tạo ra các mật khẩu hoàn toàn khác nhau, bảo vệ máy chính xác và tốt hơn, hay là chế độ lắc tay chuyển mở qua một số ứng dụng. Đây là cái chế độ chỉ có trên các thiết bị iSight. Như vậy thì mỗi sản phẩm này nổi bật về một cách riêng. Đương nhiên thì chúng nó cũng có những điểm chung như là chúng ta có thể chạy đa nhiệm hai ứng dụng cùng một lúc. Về cái việc chia đôi màn hình ra thì cả LG G3 iSight và S5 đều đáp ứng tốt, hoạt động rất là nhanh và mượt mà. Cái yếu tố cuối cùng là về camera. Với camera của hai sản phẩm này thì tốc độ chụp hình ban ngày rất là nhanh và mượt, các bạn không cần phải đắn đo. Tuy nhiên trong điều kiện thiếu sáng thì mình đánh giá G3 tốt hơn. Khi mà mình chụp một bức hình ngược sáng ở đây, lập tức S5 sẽ bị
ao nét và không thể lấy nét được. Trong khi đấy với G3 thì khả năng lấy nét bằng laser của nó hiệu quả cực kỳ tốt trong trường hợp này, lấy nét chính xác và tuyệt vời. Điều kiện chụp thiếu sáng cũng vậy, khi mà mình di chuyển cả hai máy lập tức S5 sẽ bị rung, tại vì Samsung sẽ tự kích hoạt chế độ chụp ban đêm khiến cho máy nó bị chậm hẳn lại và di chuyển sẽ bị nhòe ảnh. Còn với G3 thì tốc độ bắt hình nhanh sẽ không bị hiện tượng này. Ở đây là một vài bức hình mình so sánh chụp giữa hai thiết bị để các bạn để xem là sản phẩm nào chụp tốt hơn. Cá nhân mình thì đánh giá cả hai sản phẩm đều ngon và khả năng chụp ảnh là ấn tượng. Như vậy thì mình hoàn thành xong cái bài tư vấn một so sánh giữa hai sản phẩm này. Thực tế ra mà nói, bây giờ nếu bạn không phải là một người fan của Samsung thì mình sẽ lựa chọn chiếc G3 iSight. Thứ nhất là điều đầu tiên là nó rẻ hơn nhiều trên cái trang web của msmobile.vn đang bán. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có màn hình 2K đem lại độ sắc nét cao nếu các bạn đang quan tâm về yếu tố màn hình. Cái thứ ba là cái hiệu năng thực tế của G3 iSight chạy rất là nhanh và mượt. Và cái thứ tư là mình thích một cái viên kim loại để giúp cho bảo vệ máy tốt hơn về lâu dài, không bị xuống sắc ở cái viên này. Nhưng mà mình vẫn sẽ chọn các chiếc Samsung Galaxy S5 về một số yếu tố, như là nó có bảo mật vân tay, là một trong những tính năng có thể nói là thời thượng hiện nay, là một xu hướng. Có cảm biến đo nhịp tim mà mình chẳng bao giờ sử dụng nhưng mình vẫn cứ mua về trưng cho nó có. Cái thứ hai là thời lượng pin Galaxy S5 tốt hơn, thay thế được pin. Và cái thứ ba là bạn là fan hâm mộ của các cái chế độ thông minh và nghịch ngợm trên chiếc Samsung Galaxy S5 này. Các bạn gọi còn một cái sót nữa là camera trước của Galaxy S5 chụp ảnh tốt hơn tại vì nó để ở góc trên rất là phù hợp, còn với G3 là đi lệch ở bên dưới, nó không tốt cho cái việc chụp ảnh tự sướng. Như vậy mình hoàn thành xong cái bài so sánh và tư vấn giữa hai sản phẩm này. Xin một lần nữa cảm ơn MS Mobile tại 16 Trường Chinh đã hỗ trợ cho mình cái sản phẩm này. Các bạn truy cập vào website msmobile.vn để xem giá bán chi tiết. Sắp tới thì MS Mobile sẽ cho mình mượn một chiếc iPhone 6 để so sánh các siêu phẩm khác. Các bạn thực sự quan tâm hãy comment bên dưới video về những cái sản phẩm các bạn muốn so sánh iPhone 6 và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.